Xin chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Để nói đầu tiên với phép Cù Lao Dung Lóc chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Hôm nay mấy anh em mình không có đi mò tôm mò cá nha cả nhà, tại vì do nước ương á, anh em mình không có đi mò. Nay anh em mình đi đặt cá bống dừa, lâu quá là anh em mình cũng không có đi đặt cá bống dừa nữa. Thì anh em mình đặt là mồi bà chằn nướng. Thì anh Trọng hôm nay đi Cần Thơ chưa về nha cả nhà. Từ hồi tôm giờ là buồn rồi, chừng nào hết buồn về. Lâu lắm mà mình cũng không làm bộ món dừa lại nè. Nãy nãy thì cô chú anh chị và các bạn cũng hỏi với anh là cái hình dáng của con bà chằn nó như thế nào. Thì lúc trước anh cũng có quay rồi ha. Hôm nay có mọi người hỏi anh cũng sẽ quay tiếp. Hình dáng nó là như thế này nha mọi người. Đó, ở trên nè. Thì con bà chằn này là nó chỉ ăn sình, nó sống thôi. Đó, thì mình bắt mình nướng lên là để mình đi đặt cá bóng, còn mình cắt ra, cắt sống ra là mình đi đánh câu cá ngát nha. Con bà chằn là con này đây, chỗ anh em mình gọi là con bà chằn. Giờ anh em bắt đầu đi đặt, vẫn là cái xẻo quyền thoại và cái vườn dừa, nhưng mà hôm nay mình đặt trong vườn dừa ít à, tại trong kia người ta dục sình hết mớ rồi, người ta dục mương á. Đặt từ cái xẻo này dài ra ngoài kia, lát nữa nước lớn thì cái đầu cống ở ngoài hướng đó nó sẽ chạy vô đây nha cả nhà. Nhí xuống lợp đầu tiên nè, cái này giống nhí nha. Như đi cắm câu vậy đó. Anh Tài anh đặt ở ngoài đó, đặt dài ra nha anh Tài ơi. Đặt dài ra, anh nhí nhí đặt dài ra. Anh chào anh vô vườn dừa rồi. Để cái vườn dừa cho ảnh đây. Nhí anh Tài sẽ đi dài dài ra cái xẻm này cả nhà. Đặt trong đây ít thôi ha. Sợ nhiều khi nước nó không vô tới. Đặt tay anh cũng sợ nước không vô mà. Ráng nước vô vậy nước mà hôm tới đó đó. Nước hôm lên tới cây dừa này. Nước ngày nó nhỏ hơn nước đêm. Ngày sau đây. Đặt cái này là mình đặt đón nước nha cả nhà. Nước thì hiện tại thì vẫn còn đang chảy ra. Này là nước rồng nha. Nước lớn thì nước ở ngoài đó sẽ chảy vô. Xíu nữa mới chảy vô tới. Anh em mình đặt đón nước. Nó xẻo hay được nước rồng linh láng nó chút. Thì hồi nước hồi tối này ngập tới này luôn nè. Mà chiều nay nó cũng vậy rồi kìa ơi. Thì nó vậy, đúng rồi, vậy không phải. Xẻo này ấm quá, chứ rồi mình đặt là xẻo nhiều hơn ở trong vườn á. Đúng rồi. Hẹn cả nhà chiều nay anh em mình sẽ đi thăm. Tới đó hả Tài nhỉ? Tới đó đã hả? Bữa nay thì anh em mình không có ngâm đêm. Chiều đi thăm bội thu được rồi. Nước lớn đầy rồi xong rồi. Nó dù xẻo cũng nhiều rồi. Nay mình bắt đầu thăm lợp cá bóng dưới cây chương cái rồi. Trời ơi, 3-4 con. 3-4 con à? Ủa sao? Nó nhỏ không ta? Tép nữa kìa. Tép bầu nữa. Của anh chằm ngay vườn nước nè. Không có ai đặt trước đâu trời. Nước mới gì à? Mới vừa vậy không à? Danh ơi. Vậy hả? Trời bóng dừa mới vô Danh ơi. Ui ơi. Trời ơi, bóng dừa mới vô nữa. Đen lợp luôn. Trong này nãy đặt có 2 cái hả? 2 cái này là 3 cái à. Tưởng đâu nước không vô. Cá bự bự không? Bự không. Có ghẹm. Đây. Ê, còn 2 cái. Rồi, còn 2 cái lỡ giở đại đi. Giở 2 cái hết luôn đi. Cầm lên ăn chút xíu. phải đặt máy mương này nhiều im này cái chim mời tính nó không vô nó vô ngập và tha luôn. Nước năm nay không hiểu nổi. Thôi lại đi, bữa nào đặt. Thôi, bữa nào đặt lại. Cái gì đâu. Lại ngã. Nhiều kìa. Trời ơi. Đâu. Không con cá. Ít trời. Ủa? Cũng đỡ. Rồi. Cái này nhỏ vậy không có cá bự nè. Ừ, cái này cá vừa không nè. Ô cá chung được bóng cát kìa. Cái này thả muốn hết rồi. Ủa sao có dính cống cát nữa? Cống cát. Trong mương không đi mà ta. Ở đâu con cái nữa anh Trạm? Từ từ nha. Đợi em qua. Vô. Không tại vì mình ăn mỗi ngày không chút mình tiêm đâu. Ừ. Cá chúng nó nhiều chứ. Đụng vô không nhúc nhích lọp. Không như đâu. Không. Ôi cũng được, cá cũng đỡ nè. Ừ. 4-5 con. Được không đi á. Trước ngày là không trúng bạn ha. Ui cũng được, lấy được 3 con. Giờ ra xẻo không? Đó, tài không vòng vòng ra ngoài đâu á. Tài khai trương cái đầu tiên coi. Ồ, cái là tài. Rồi. Mất tiêu quả gì vậy? Hết nhớ. Giống quan trọng nữa rồi. Có rồi. Bỏ đâu đấy, lặn vậy. Mấy con vậy nè. Ôi, cái này thất rồi. Ừ, tép. Nó nhỏ ha. Hai con dẹm luôn. Ừ. Biết cái này của ai không? Của anh. Đặt thằng này kiếm thằng kia. Dượng hả anh Tài? Nghĩ ra vậy? Ra vậy? Rồi. Mò cá ngát hả vậy? Gu. Đỡ. Con tay vườn này chắc mới giật sình. Ừ. Ta mới giật sình lên rồi. Có không giật xuống. Còn ngoài xẻo. À bữa nay thấy tình hình này hơi hiu nha. Nhờ lợp nhiều 35 cái lần. Đủ ăn. Dúng rồi nhỉ. Rồi. Được con mất được rồi, 2 con. 4-5 con nha. Chắc có người đặt rồi. Cũng mất đường con 2 con. Cũng 5-6 con. Đủ ăn quá. Đủ ăn. Vừa thả nãy giờ nhiều hơn muốn vừa bắt á. 35 cái phải đủ ăn rồi đó. Phải được nhiều. Đâu? Đây. Vô cho trọng này. Vô trong cái lỗ. Vậy hả? Bốn 5 con. Nhưng mà bắt được con 2 con còn cá thả. Cũng đỡ đỡ nè. Đó, đó cá bự biết dở lên biết. Cá bự bự được con bự. Con mình bung luôn. Ừ. Dở lên có cá bự biết rồi nó chạy. Ừ. Biết cái lọp nào chúng nó để vô là biết liền. Cung kinh mình nó lần trước. Ừ. Tại lần trước mình ngâm. Lần trước mình ngâm đêm với 2 nữa là chưa có người đặt. Đó là đặt trước mình khoảng 3 nha. 3 buổi trước rồi, cái là che gai á. Che gai không á. Đâu vậy nhé? Đây này không đi thì tự nhiên nó đó. Con không có con nào luôn. Rồi, rồi điện thổ này, cái điện thổ này có người khám coi à. Cái này thất. Rồi ở ngoài sao đây không biết. Gồn nhỉ? Trời thất luôn rồi. Không có con nào vậy hả? Không. Hiu rồi. Hai cái rồi đó. Hiu rồi. Trời đó không có, đây không phải có. Cái này đằng nào cũng trúng chân nè. Ừ. Đúng không? Rồi vậy. Chắc đừng về con hay gì hả được. Ừ, ông bóng dù bụi. Hên. Rồi, tới tài bên mặt bọng kìa. Đâu? Có không? Được. Ừ. Anh có con nữa. Cái này cá nhỏ nhỏ không? Hết nhớ rồi. Đâu? Gặp chưa? Rồi được có hai con. Này thất rồi. Cái này được. Ăn 6 con bự bự không à. Ừ. Đâu nữa? Dài vô cả. Google không? Người để coi Google. Miếng thịt vậy? 5 cái con nữa. Ừ. Đâu nữa? Gô à. Gô không? Gô à. Ôi, nhiều. Gô cá bự. Cá bậy con. Cái này cá bự. Ừ. Đâu? Đây hả? Cái bọ mòn mình ta xẩm rồi không gì nó chưa. Ừ. Gô không? Cái nào? Nhất. Con đu vậy? Sao mấy đứa con nè. Vậy hả? Ôi, nhỏ không? Này, tắt. Chầm còn 6 cái nữa hả? Ây da. Không có ngày lắm rồi. Vậy hả? Trời ơi, cả F0 hả? Bữa nay ngoài xẻo thua rồi. Thua. Ông gù gù hết trơn. Gù gù. Nín thinh hả? Nín thinh. Trời ơi, cái gì tệ dữ vậy? Hai con bóng trứng, 4 con tép. Giờ đem lợp về. Chúc được. Sao bữa đực bữa cái hoài vậy ta? Cái. Không có được cái không mà đực. Cái đực. Qua mới trúng cá lóc, đồ bộn bộn. Cái này thắt con dừa. Ừ. Bữa kia thì đi mò bị thuốc. Rồi về. Về. Có nhiêu ăn nhiêu? Có nhiêu nhiêu đấy. 35 cái lợp mà đặt. Quá rồi. Bây giờ bóng dừa còn thắt nữa, đừng nói chi đã gì. Đổ cái nào ăn được ăn, cái nào thả thả. Vậy em nghe Tài ơi, đổ cái trúng nhất cô kia gọi là đó. Cái trúng nhất được có cái một. Đây là mấy cái đẹp, cũng hơi dai, cũng xệ bóng dừa. Nói chung cũng đủ ăn. Tại nó không trúng thôi mọi người. Con cát nữa kìa. Đó. Vô món cát từ từ giữ lót rồi. Vù. Nó làm quá nhầm. Làm quá tính đâu trúng rồi. Rồi mình sẽ đổ cái số cá này ra. Rồi mình sẽ lựa ra. Cái bóc nói nữa kìa Tài. Con nào bự thì mình ăn, nào nhỏ mình thả lại. Đây là cái số cá bự nha cả nhà. Ở đây mình lựa ra rồi nè. Đó, cá này là sẽ vô nồi nè. Cái này là cá rô, cá dừa nhỏ. Ôi mấy con này bắt được nè. Được nè. Ừ. Lựa ra mới nữa. Đó. À, còn lựa tép rồi lại nữa. Ừ, tép. Mới nhỏ. Tép cũng bộn quê, nấu canh ăn đi. Ha. Đâm ra. Ok. Giờ anh em mình sẽ bắt đầu chế biến món ăn nha cả nhà. Đó, hầm. Cái nước lớn đầy cái nó vô trong sàn đúng á. Đủ sàn cơm đúng không? Mực tím mồng tơi hả? Mình bắt dây luôn. Mình bắt dây. Bắt dây này thì ăn nó giòn mà nó mát. Cái lá này mồng tơi thì nó cũng mát nữa, nấu với tép chắc ngọt. Có nguyên một cái dây mồng tơi bên đây. Đó. Tháng mưa cái cọng mồng tơi nó xanh mừng nổi ha. Bự không? Rồi. Để mồng tơi này vô là mình sẽ nấu canh với tép. Quá trời với mồng tơi trời ơi, cà bò. Tới cây dừa luôn, lúc trên đọt cánh đầu. Nó bò dữ lắm mà. Gian bếp buổi chiều. Đây mình đặt cá bóng về khô sả. Cá mình làm sạch nè cả nhà. Hôm nay mình nấu làm cá bóng dừa khô sả. Mình ăn với canh rau mồng tơi với mình bắt dây. Mình sẽ nấu với tép cả nhà. Mình đặt được ít tép bầu. Cũng trúng tép. Nấu nồi canh ngọt ngất luôn á. Dư rồi canh luôn. Đây thì sẽ ăn cá bóng dừa kho khô sả. Nay tính kho tiêu mà ở nhà hết hành nè mọi người, nên anh em mình kho sả luôn. Chậm đang bắt nước, hãy nấu canh. Nắng chiều gọi vô nhìn đẹp quá ta. Mới thấy bữa nay được nguyên ngày. Ừ, mới thấy bữa nay được nắng nguyên ngày á. Nắng mà nắng không gắt, nắng gì dừa. Thoải mái người. Giờ bắt đầu ốp cá nha cả nhà, xả vô. Cho nước màu nha cả nhà. Nước màu. Nằm muỗng. Vì vậy thì mình có đường với bột ngọt luôn cả nhà. Tấm cho vô 2 muỗng mỡ. Mỡ heo là nhiên liệu không thể thiếu cho những món cá kho. Trộn đều trong thấm luôn cả nhà. Khoảng 15 đến 20 phút mình sẽ kho. nước sôi mình cho tép vô ngay cả nhà. Tép đông, tép bầu đầm này. Đó là ăn cái tàu thường xuyên đúng chính xác. Thì tắt cái bún bằng cái cỡ 2-3 kg á khẽ. 1 kg á. Bầu vô lắm, hồi xưa tép bầu. Hồi xưa phải đặt gió hay vậy? Ừ, đặt gió tép bầu nhiều. Cái mùng của ông nội anh cắt anh đặt tép bầu đúng không? Đúng chính xác. Nghe bác Tư kể. Nó quậy lắm. Mà tép bầu này người ta chê là nó thịt ít. Đúng rồi. Cái vỏ nó nhiều. Cứng. Ừ, nó bị cứng. Vô rồi. Ngọt, uống cái gì cũng ngọt hết luôn. Canh này mồng tơi với bát dây có 2 loại à. Còn 2 loại này là ngọt. Sơ sơ cho nó hết, mềm miếng nó xuống được. Này kín quá thì ăn nó hơi dai. Nghe cả nhà, đường bột ngọt và hạt niêm, ăn ít muối. Canh này ngọt rồi mình niêm đường hơi ít thôi. Bữa nay anh chầm vô bếp nấu canh luôn vậy. Từ tập lần lần ha. Nghĩ sẽ cho mớ thịt mỡ vô. Thấy tép mỡ này nhớ anh Tài ăn mỡ rồi. Thì tép mỡ này làm bữa đó này. Ừ. Cá bóng dừa kho sả. Canh này. Canh tép. Canh tép. Đây canh cá ha. Thì đơn này canh cá này. Ồ hồi vào nấu ra nước mới xanh đẹp ha. Đẹp. Ừ. Hấp con cái cho nó tới công chuyện. Cái mang nhí. Chậm chất mỡ vô. Chan nước vô Tài. Nhiều nhiều chút nhé. Nè nè. Ừ. Còn thiếu thứ nữa, thiếu thứ nữa. Rồi, cảm ơn cả nhà thật nhiều sức khỏe. Mời cả nhà ăn cá bống dừa, cá sả và canh mồng tơi nha. Bống dừa, cá sả ăn kiêng cái này. Lẻ mà ngon Trân ơi. Đã quá, thất ngon. Thất cái chiều này thấy vậy ngon ha. Có một nồi với bộ nha anh. Nồi với bộ à. Quá đã, canh nó ngọt rồi. Có tép bên cạnh. Mồng tơi với bình bát dây nó mát. Hai loại rau, loại nào cũng mát hết. Số 1 luôn nè. Mà đây nhà ăn cơm, chúng ta chan với cá kho sả nè. Ngon. Đó. Cắp miếng rau vô cái nữa. Đúng điệu miền Tây. Có cắp mỡ vô ngọ thơm. Đúng rồi. Cá vừa bự cũng ngọt cũng thơm. Không có lần này mình đã thắt rồi. Nhất là có sả vô. Thắt. Này cá bự này dòng đi ngoài chừng cỡ ký gì. Lần này là thất nhất luôn trong các lần đặt cá bóng. Tép mỡ ăn gọn sớm thôi. Tép mỡ có 2 cách ăn. Một là anh vừa tắt bếp, anh để tép mỡ anh vừa tắt bếp anh không đậy nắp á, anh nhắc xuống liền là nó sẽ giòn. Còn cách thứ 2 á là anh cho nó thấm vô cái tép mỡ. Anh đậy nắp lại hoặc là anh ốp với cá. Đã rồi ra. Ngon. Tép mỡ nó giòn. Tép mỡ mà kho nhắc xuống liền gì nè nó giòn. Em ăn nào? Em ăn cá. Em ăn cá luôn. Anh cái tép mỡ giòn giòn này anh nhớ cái món ăn của tuổi thơ rồi. Đúng rồi đó. Cái món gì anh nói ha. Ở quê anh tùm lum hết trơn anh ơi. Cái gì cơm anh... thiệt là nóng. Cơm tép mỡ bỏ vô hũ vậy đó, rồi cái có chén nước tương tỏi ớt á. Ăn nó cũng ngon. Anh thì anh thì không phải đó. Lúc mà mới thắng đó anh. Ừ. Anh thì phải mắm chua. Nước mắm hơi chua chua đó, làm chua chua. Em mới ăn rồi. Ồ nha, dòng thứ mà mới tháng rồi á. Bởi nấu cơm củi mà kinh cháy đó. Còn gì bằng nữa. Giòn mới á. Mỡ mới giòn. Anh bỏ vô em nhắc xuống liền á, giòn nó thơm. Vậy cái thứ hai anh biết gì không? Anh thường á. Sao? Cơm nguội á. Thắng cách mỡ mới đó. Ồ tràn vô cái nấm ha. Đó. Ăn cơm nguội á. Nhưng mà chép mỡ phải nấu. Chép mỡ vừa thẳng xuống đó. Cái chèm nó ngọt. Dẻm nó vừa nó giòn. Cái dẻm nó giòn mà. Dẻm dưa, dẻm sau dẻm dừa mình chứ mới dẻm xong. Dẻm xong mình có lòng. Dẻm xong dẻm biển lên á. Ít thịt vỏ không à. Cũng cách mỡ rồi ha không? Cơm nóng luôn. Chan hết mỡ vô, trộn luôn. Cái chan đều á. Chan nước tương tỏi ớt vô anh. Ăn nó đã. Anh phải mắm chua đó, mắm chua anh hoài. Anh chan nước mắm chua đúng không? Anh phải thích chan nước tương hơn. Ăn không biết no luôn á. Ăn hoài được hoài á. Ngon. Ăn rồi bắt ngay á. Mà không có bị đau bụng, không có bị đi cầu vậy chứ nha. Đúng rồi, mình ăn mỡ nhiều theo ấy, ăn cái món đó ngon, không có bị gì hết. Đó nó con củi cái dắt tột vậy đó. Ăn mỡ lên thù ăn nó đã, dùng mỡ mà thứ trong mới tháo xuống còn nóng mùi hụi đấy. Tết nó giòn. Bây giờ canh nó ngọt. Ngọt mình tép á. Bây giờ cái nghề bóng dừa này cũng rất ít, càng ngày người ta đặt càng nhiều. Đúng rồi. Giờ có cá mắc quá, cá lên giá. Cá lên giá mắc. Cá bự như giờ lên 180.000 kg gì đó. Đúng rồi. Xô như gần cả trăm rồi. Xô 85.000 phương cân. Xô là con bự nhỏ luôn nha, lớn tính luôn nè, lớn tính luôn nè. Đúng rồi đó. Bự nhỏ. Có cá dừa tính á. Có cá dừa tính á. Bự xô á. Về người ta lựa ra người ta bán. Bự bán nhỏ ta nuôi lại. Nhỏ người ta nuôi cũng một số, còn một số người ta dặn. Là con biết làm sao. Nhỏ ta gọng bữa hai bữa. Chiên xù chính xác. Con gửi ra Úc này nè. Đúng rồi. Chiên ngon mà con bự chiên ngon hơn con bự, tại vì con bự xương nó cứng. Nhai xương, xương không được. Rồi này tới ta nuôi rồi con nuôi. Như vườn dừa đó. Ta bí bọng lại cái ta đặt cái lú. Đặt cái lú chân vô được mà ra không được á. Tôm rồi cái gì hay mà muốn dừa gì ta đổ. Ủa bên em mình xin dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.